Em ơi, em nào chị cái xuất file, xuất file chi tiết hàng ngày của cái tháng 6 ấy. Em làm cho chị, bây giờ chị quay video để tháng sau chị tự làm nhá. 16 triệu này, 18 triệu này. Chị muốn xuất cái báo cáo chấm công của tháng 6. 18 triệu là đơn mới. Theo cái đơn ngay. Còn đơn cả 2 triệu mấy rồi ấy. Này. Lũ ma, thấy chưa? Em mới chỉ nhập thử thôi đây này mà nó không nhảy ra này. Ừ, nó là từ 1 đến 31, 30 hàng tháng. Thế là hơn mà. Mới này, trên mới. Từ mùng 1. Đây, cô lại không báo cáo chưa? Từ mùng 1 tháng 6 đúng không? Cô lại không báo cáo. Phải chọn máy nữa. Cái mẹ không mang Gì? Cái mẹ không mang tôi. Cái mẹ Hôm nay mang cơm mà em muộn quá rồi, nên em không sắp cơm nữa. Xem luôn nhá. Ta làm ui nhiều ấy, 30 ngày thôi mà. Và báo cáo à? Nhân viên. Và báo cáo. Và gắn ca như trong cái kia. Như. Chọn ngày tháng. Tháng 6. À, phải tải dữ liệu trước à? Xong là vào báo cáo. 30/06 em ạ. Cái trên là mùng 1 tháng 6 em ơi. Cái ở trên ấy. Đúng không? Mùng 1 tháng 6. Đây xem. Chị cái đầu tiên ấy, cái đầu đúng rồi, chi tiết từng ngày đấy, đúng không? Chị biết rồi. Thế đi, cho chị cả cái, em xem chị cả cái chị muốn sửa ấy. Chị muốn sửa, ví dụ hàng tuần ấy chị vào chị kiểm tra lại, tại vì các bạn ấy đi sớm hay đi muộn ấy, thì chị muốn sửa trong cái phần đấy ấy. Không có sửa chi tiết à? Ô, thế sao trước bọn kia bạn ấy hướng dẫn chị là có sửa chi tiết nhỉ? Ô, sửa rồi đấy, thì là vào đấy sửa à? Thì cũng vào cái báo cáo đấy à em? Ừ nhá. Rồi, ok rồi, chị hiểu rồi. Ok, nhưng mà ví dụ chị muốn chọn từng tên nhân viên thì lại sang cái phần nhân viên kia chọn tên xong bắt đầu sửa đúng không? Vì là nhiều khi các bạn ấy đi muộn có lý do ấy, thì chị phải sửa, không đến khi cuối tháng cộng lại lại không nhớ ấy. Ok chị rồi. À đúng rồi, chị hiểu rồi.
có mã số của từng bạn rồi. Ok ok em được rồi. Xong cái này thì là mình đợi cho nó lát hết thì mình lấy ấy đúng không? Rồi rồi ok. Rồi rồi. Rồi rồi chị cảm ơn nhé. Rồi rồi cảm ơn em nhiều.